It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Chào các bạn, mình đã trở lại và trong cái không khí rất là Tết như thế này thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến đồ công nghệ. Đó là một trong những cái chủ đề video mà mình rất là thích. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái hệ thống những cái món đồ nhà thông minh á, những cái món đồ mà mình đã sử dụng trong thời gian 2 năm sau khi mà mình làm cái ngôi nhà này. Nó đã giúp ích cho mình những cái gì trong cái việc tăng tối đa cái sự lười của bản thân và cái sự tiện nghi. Đầu tiên thì mình sẽ bước vào cái không gian phòng khách. Hệ thống đèn của mình thì mình sử dụng một cái hệ thống gọi là Kasambi. Nó là những cái cục gọi là cục breaker. Mình sẽ gắn nó vào trong cái đường điện sử dụng điện thoại thông minh của mình để mình có thể điều chỉnh trên một cái app cũng gọi là Kasambi luôn. Thì ở đây mình có tất cả các phòng trong nhà. Nó sẽ sử dụng cho rất là nhiều loại đèn khác nhau. Ví dụ như cái đèn LED này hoặc là những cái đèn mà gọi là thường mọi người sẽ gọi là đèn mắt ít như thế này. Mình thử bật lên này. Đó. Thì chúng ta sẽ có thể tăng giảm độ sáng của cái phòng khách này, cũng như là mình có thể hẹn giờ. Cái chức năng hẹn giờ đó rất là phù hợp, bởi vì cứ khoảng 6 giờ tối thì đèn bật lên, và 12 giờ đêm khi mình đi ngủ thì toàn bộ đèn sẽ tắt đi. Cái đèn nhỏ nhỏ này á, mình rất là ham, mình gắn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình kiểu 6 giờ mình phải chui vô đây mình bật, xong rồi mình chui qua đây mình bật, xong rồi trong những phòng khác mình cũng bật á, thì nó sẽ rất là lười và mình sẽ bật được vài ngày thôi là mình sẽ chán. Cho nên là đây là cái ổ cắm có thể biến mọi không gian của bạn trở thành không gian nhà thông minh. Ổ cắm Xiaomi thì có rất là nhiều cái thương hiệu, nhưng mà mình thấy cái Xiaomi này nó hợp lý ở hai điểm. Một là nó rẻ, hai là nó không có mắc tiền. Cái gì mà có ổ điện để cắm vô là các bạn có thể hẹn giờ bật tắt và biến nó thành thông minh được. Ví dụ như là quạt máy, đèn thông qua một cái app gọi là Xiaomi Home. Đây là đèn Decorlight 1. Tắt. Hoặc là nếu mình màu mè một chút thì mình có thể nói là Hey Siri, turn on living room. Thì nó sẽ bật lên. Và đã giới thiệu hết những cái tính năng của cái ổ cắm, của những cái ổ cắm này, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái khu vườn mới của mình. Mình sẽ có một hệ thống đèn chiếu sáng ở đây, một hệ thống đèn chiếu sáng rọi điểm ở phía bên dưới như thế này. Thứ hai là hệ thống tưới. Các bạn nhìn ở đây mình có những cái gọi là bát phun sương này. Đây là những cái phân tử nước rất là nhỏ được phun ra để tạo ẩm cho cái môi trường xung quanh như thế này. Tất cả đều được xử lý trên cái hệ thống nhà thông minh này của mình, chỉ bằng 4 cục ổ cắm Xiaomi giống như vừa rồi. Đây là một cái van điện từ. Khi mà có dòng điện đi qua thì nó sẽ tự mở cho dòng nước đi qua, còn nếu không có dòng điện thì nó sẽ ngắt. Và khi mà mình sử dụng cái tính năng này của nó thì mình chỉ cần kết nối nó vào một cái nguồn điện như thế này và mình sử dụng cái ổ cắm. Thì khi mình bật cái ổ cắm lên hoặc là mình hẹn giờ cái ổ cắm, dòng nước được đi qua thì cái hệ thống tưới của mình nó sẽ hoạt động, cũng như là cái bơm nó cảm thấy thiếu áp suất thì nó sẽ tự động chạy. Mỗi lần mà mình tưới thì tất cả những cái chậu cây này của mình đều sẽ được tưới và mình hoàn toàn không cần phải chăm sóc vườn quá nhiều. Bên này thì không có tường cây nhưng mà vẫn rất là xanh tốt. Còn phía đối diện thì như các bạn thấy rồi. Và mình sẽ bật thử cái hệ thống tưới của mình nha. Và tất cả những cái cây này của mình á, thì môi trường sống tự nhiên của nó đều là một cái khu rừng mưa nhiệt đới. Cái tường rêu nó sẽ giữ nước này, và cái việc phun sương liên tục nó sẽ tạo ra cái môi trường sống rất là tự nhiên cho những cái cây này. Thì mình vừa mới hoàn thành được một tuần thôi, cho nên là cây cối nó cũng chưa có leo lên những cái chỗ tường này. Đây không phải nhà thông minh nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một chút về hai thành viên mới của gia đình mình. Thì con gái của mình đã lựa hai bạn này chỉ cái tay vô, đó là mình vớt thôi. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái khu vực vườn này của mình, như là cách set up này, cái yếu tố kỹ thuật này, cách chăm sóc này, thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình biết, và mình sẽ làm thêm một cái video chỉ dành riêng cho cái khu vườn này thôi. Mình nghĩ là trong căn nhà của bạn sẽ luôn có một thứ dễ thương, ví dụ như là con gái của mình, hay là những cái cục ăn hạt như thế này. Hoang hoang. Thì mình sẽ làm gì với những cái cục này? Mình chụp hình. Mình chụp hình đẹp trai. Chụp hình đang cười. Và ngoài hoàng ra thì mình còn một em bé nữa rất là dễ thương. Năm nay đã hơn 1 tuổi rồi.
Và với cái tốc độ chụp hình liên tục, quay phim liên tục, bất cứ cái hành động gì của các em bé này thì mình đều thích chụp lại hết. Như là mày kiểu mày khóc, mày cười, mày ngáp, mày vỗ tay, mày chỉ, mày chạy giải. Thì đến một ngày cái điện thoại của mình nó bị đầy dung lượng, cái máy tính của mình chỉ có 512GB thôi, thì cũng sẽ đến ngày nó không còn một chút dung lượng nào. Và mình phải mua những cái như là iCloud, Google Photos, OneDrive. Và những cái đó thì nó khá là tốn tiền hàng tháng. Và có những cách khác như là mình sẽ mua những cái ổ cứng di động, nhưng mà cái giá nó khá là cao. Mình mua một cục khoảng 4T thì nó khoảng 18 triệu các bạn, 18 triệu đồng. Và phải mang theo mọi nơi chứ không kiểu như là truy cập được trên điện thoại như là Google Photo chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy nó chưa hợp lý lắm. Và sau một thời gian phải nhịn, phải tém tém bớt lại cái việc chụp hình, quay phim cũng như là lưu trữ những cái dung lượng lớn như là những cái thước phim như thế này khi mà mình quay video, thì mình đã tìm ra một cái giải pháp cho ngôi nhà của mình, đó chính là một chiếc NAS của Synology. Vậy thì NAS là gì? Nó là Network Attached Storage, là một cái hệ thống lưu trữ ở trên đám mây trên mạng. Và đây là những cái cục ổ cứng của mình. Đó, nó sẽ có những cái khay như vậy để mình để những cái ổ cứng vô. Những cái ổ cứng này các bạn thấy khá là quen thuộc, là cái cục này của mình là 16T. Mình có 4 cục ở đây thì các bạn cứ nhân 4 lên ha. Và khi mà mình cần, giống như là mình sử dụng hết 4 cái khay này rồi thì mình muốn tăng thêm thì sao? Thì mình chỉ cần mua thêm một cái đồ gọi là extension, mình gắn thêm những cái khay mới vô, vẫn sử dụng trong cái máy này. Và nó chính là cái máy chủ của mình, để mình có thể đưa tất cả những cái dữ liệu này lên trên đám mây. Ở phía sau nó có những cái cổng kết nối, và ngoài nguồn ra thì nó sẽ có những cái dây mạng LAN. Và những cái dây mạng này á, mình sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu wifi ở trong nhà của mình. Khi đó thì mình có thể truy cập được vào internet và mình trích xuất file của mình ở bất cứ đâu. Nếu như các bạn cần một cái giải pháp lưu trữ có dung lượng lớn hơn, khả năng truy cập tốt hơn, quản lý tốt hơn, rồi các bạn sẽ có một cái hệ thống gọi là đám mây dành cho riêng mình, riêng tư, bảo mật, không phải phụ thuộc vào một cái hệ thống bên thứ ba nào đó, thì đây chính là cái giải pháp mà mình đã sử dụng trong 6 tháng vừa qua và mình cảm thấy rất là hài lòng. Ngoài ra thì như cái video trước mình cũng đã nói á, thì nó sẽ có những cái phần mềm viết riêng của Synology ở trong này, và mình sẽ sử dụng những cái phần mềm đó để có thể gọi là bảo vệ cái dữ liệu của mình, thì mình sẽ không có sợ bị mất file, bởi vì nó luôn sao lưu dữ liệu 24/7 và tạo ra những cái bản copy liên tục của những cái file của mình ở trên cái hệ thống đám mây. Khi mà một cái ổ cứng này hư thì ba cái ổ cứng còn lại sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận lưu trữ lại những cái dung lượng, những cái bộ nhớ của cái ổ cứng bị hư. Cho nên là trong trường hợp mà bị hư một hai cái ổ cứng thì dung lượng của mình vẫn còn nguyên. Nếu như các bạn cũng muốn tìm hiểu thử về cái Synology này cũng như các mẫu mã đang có bán tại Việt Nam thì các bạn có thể tìm hiểu trong cái phần link mình để ở dưới phần mô tả nha. Và khi mà mình vừa mới bước vào nhà thì mình sẽ có một cái khóa cửa như thế này. Đây là một cái khóa cửa mà đến từ Xiaomi. Thì cái khóa cửa này nó có tất cả những cái tính năng của một cái khóa cửa. Nó dùng để khóa cửa và nó đừng dùng để gắn lên một cái cửa. Và như mọi cái khóa cửa thông minh khác thì nó chạy bằng pin, cho nên là mình không cần cái hệ thống gọi là điện ở trong cái cửa này. Nó kết nối được với hệ thống nhà HomeKit, và từ đó thì mình có thể mở cửa từ xa nè. Cái khóa này có thể tích hợp chuông bấm, có thể mở được bằng vân tay, mở được bằng mật khẩu, mở được bằng thẻ NFC, và cuối cùng là mở được bằng khóa cơ. Và bên cạnh đèn, khóa cửa cũng như là những cái ổ cắm thì mình còn có một cái hệ thống gọi là hệ thống rèm. Như các bạn thấy thì nhà mình có mặt kính rất là nhiều, kể cả phía bên trên này thì mình sẽ không thể nào mà dùng tay để mình kéo được những cái rèm này. Thì nó gọi là động cơ Tuya, mình nhớ không lầm thì là Tuya. Thì một cái động cơ này nó cái giá thành nó khá là nhẹ nhàng luôn các bạn, nó khoảng 1-2 triệu. Và cái động cơ này thì nó rất là linh hoạt, nó có hai loại. Có cái loại dành cho rèm bãi như thế này, cũng như cái loại rèm cuốn, thì mình gắn cả hai để mình có thể sử dụng cái ngữ cảnh khác nhau. Và tất cả thì đều có thể sử dụng Siri cũng như là bấm trên điện thoại. Và mình sẽ hẹn giờ cho cái hệ thống rèm này là vào buổi tối 11:30, khi mà mình đi ngủ thì mình sẽ kéo hết rèm lại. Và vào buổi sáng khi mà ban ngày ánh sáng dịu nhẹ thì mình sẽ cuốn rèm lên. Và mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái món đồ tiếp theo, căn nhà nào và ai cũng có thể gắn được. Nó giống như là cái ổ cắm Xiaomi lúc nãy mà mình giới thiệu á. Và với cái ổ cắm như thế này, đây là Aquara, một cái công ty mình nghĩ là có liên quan tới Xiaomi, có thể là công ty con hoặc là công ty mẹ hay là công ty anh em gì đó.
thì trong một cái hộp nó sẽ có một cái cảm biến nhiệt độ và độ ẩm như thế này. Mình đang sử dụng cái cảm biến này cho ngoài vườn luôn. Khi mà nhiệt độ và độ ẩm nó đạt đến một cái mức mà mình cảm thấy là không tốt cho cây, ví dụ như là độ ẩm giảm xuống dưới 75%, thì cái hệ thống tưới của mình sẽ tự động hoạt động. Và đây là cái ổ cắm. Khi các bạn có một cái điều hòa, và thường cái điều hòa người ta sẽ sử dụng một cái sóng gọi là sóng hồng ngoại. Trên những cái thiết bị như tivi hay là điều hòa, mình sẽ có những cái độ thu. Đó chính là cái cục nhỏ nhỏ trên như thế này nè. Các bạn thấy cái cục nhỏ này đây đây, đúng ngón tay của mình nè. Đó, cách hoạt động của cái này nó cũng chính là một cái điều khiển thôi. Khi mà mình chỉnh nó trên điện thoại hay là chỉnh Siri á, thì cái cục này nó cũng sẽ phát ra cái tín hiệu giống như trên cái điều khiển. Khi mà mình cắm điện vào á, thì mình sẽ chắc chắn là không có bị giường ghế, bàn ghế, nội thất chắn cái đường đi của cái sóng. Ví dụ như mình để cái cục này ở ngay giữa phòng, thì mình có thể điều khiển được cái TV này của mình và cái điều hòa. Cái ưu điểm của cái cục này á, là nó rất là tiện luôn. Các bạn có thể gắn nó ở trong nhiều trường hợp với nhiều loại thiết bị khác nhau. Biến bất cứ cái điều hòa nào, dù cũ hay mới, đều có thể trở thành điều hòa thông minh được. Cái nhược điểm của cái cục này á, thì cái giá thành của nó không được rẻ lắm. Nó khoảng 1 triệu hơn, 1 triệu 1, 1 triệu 2 gì đó. Nhưng mà xài rất là mượt. So với cái cục mà 200-300 ngàn mình gắn cho những cái đèn mà mình vừa mới giới thiệu lúc nãy á, thì nó mượt hơn, nó xịn hơn. Thế nhưng mà 200-300 ngàn thì nó vẫn hấp dẫn hơn. Sau khi mà đi hết một vòng những cái món đồ công nghệ mà biến ngôi nhà của mình trở thành một ngôi nhà hơi thông minh á, thì mình cảm thấy là hiện nay có khá là nhiều những cái món đồ mà các bạn có thể gắn trực tiếp và không cần phải can thiệp về cái việc gọi là thi công quá là nhiều cho ngôi nhà của mình. Hy vọng là các bạn đã có một vài những cái sự tham khảo, biết đâu là các bạn có thể mua một vài món để tăng cái sự tiện lợi cho gia đình của mình. Chúc các bạn có một năm mới phía trước thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì mình xin chào các bạn thôi.